có mùa, về cả sông lúa sâu người ta xin như trường bầu thank you.
cuộc bề dâu. Mà tại sao có công nghệ tự tạo.
không mà cũng có đây là phép thân. Chưa giác dục nghề bao lần tù tan nước bể đông, với càn ai hay có thì có tự mày may. Không thì cả thế gian này cũng không. Dẫu bạc chảy tiền dòng mà cũng hết khác đi rồi, còn biết nó chi đâu. Muốn rằng ta phải bắt đi cầu quả ngọt bảo nhau vun trồng này hóa nhật kỳ công ơn đức tấm lòng đành lễ mà kính dâng xin tái thể mấy cũng ca văn. Giải bày vây cũng ca văn lâm hồ chi tổ hồ tiên nguồn gốc từ đây ia tổ hồ tiên nguồn gốc từ đây ia.
Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho hội Phật tử hội Chân Hương và bà con dân làng, dù ai đi ngược về xuôi những ngày kỵ mẫu mồng 10 tháng 3, khắp nơi truyền bãi câu ca nước non vẫn nước non nhà ngàn năm, dù cho con sáu đi xa những ngày kỵ mẫu tháng 3 cùng về, hôm nay chính kỵ mồng 10 dân làng mở hội lễ mừng tri ân tín đồ Phật tử Chân Hương, hoa đăng quả phẩm kính dân mẹ hiền, cầu cho quốc thái dân an, bà con làng xóm ăn làm gặp may. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, các toàn thể nhân dân, hôm nay mùng 10 tháng 3 là ngày chính kỵ cử thờ Đức Mẫu Hiền, người đã có công bỏ nước giúp dân để lại ân tri ân của con đời con cháu. Hôm nay dân làng Lạc Hiền tổ chức lễ hội lần thứ 18 để tri ân công đức của Đức Mẫu Hiền. Tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Đức, Bí thư chi bộ, ông Nguyễn Trọng Thể, trưởng thôn, đại diện cho đảng chính quyền lên dâng hương chiêm bái. Xin được trân trọng kính mời. Thank you.
nhớ ngày kỷ mẫu mùng 10 tháng 3. Dù ai muốn bán gần xa, mùng 10 kỷ mẫu tháng 3 thì về. Cũng là con cháu làng quê, thành tâm kính lễ xin mẫu về đầu cho. Nam phù, nữ ấu trẻ già, dân an quốc thái, nhà nhà ấm êm. Qua công đàn quốc hát mừng lễ hồi quê hương, do các cháu, con cháu Phật tử thương nhà biểu diễn xin phép được bắt đầu. Thank you.